xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh trần hưng audio lời đầu tiên cho em xin gửi tới tất cả các bác và anh em xem video thật nhiều sức khỏe bình an thì ngày hôm nay tiếp tục em làm những mẫu dây tín hiệu hay là dây ra loa để cho bác và anh em sử dụng cái dòng dây bãi bên em vừa về hơn một m bác nhé hơn một m thì đây là dây chất lượng để cho bác và anh em làm dây tín hiệu hay là làm dây loa cái dây này là dây 4 lõi các bác nhé 4 lõi thì em sẽ giới thiệu chi tiết về nó Để các bác và anh em cần loại dây rắc nào Thì em sẽ làm cho bác và anh em Thì cái dây bãi 4 lõi này Là dây tín hiệu rất chuẩn Để các bác và em sử dụng làm dây loa hay là dây tín hiệu các bác nhé Đấy dây này thì em bán lẻ là 20.000 một mét không bao ship các bác nhé Còn dây rắc thì em sẽ làm theo yêu cầu của các bác và anh em Thì dưới đây là một số mẫu dây mà em muốn giới thiệu cho các bác và anh em thì cái dây đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho bác và nhá đó là dây loa thì cái dây tín hiệu này làm dây loa cực kỳ hay quá nhá thì em đã thử làm 150 mét dây đấy và mỗi một đầu đấu giáp mưu trích đấy, và chạy ra loa vẫn rất chuẩn và tiếng vẫn rõ sắc nét các bác nhá bằng dây tín hiệu này đấy một cái cuộn như thế này là 150 mét và em đấu ra để lấy tín hiệu ra loa bằng một 150 mét dây này và tín hiệu ra vẫn rất chuẩn và vẫn rất sắc nét các bác nhé đấy thì cái dây hai đầu lưu trích như này thì các bác và anh em nếu mà mua là 20.000 một mét dây đấy đây là dây 3 mét mà em đã làm sẵn cho bác và anh em còn rắc lưu trích là 20.000 một đầu các nhá 20.000 một đầu nếu mà các bác và anh em lấy uh, lấy uh, 3 mét dây đấy 3 mét dây 60.000 với thêm 40.000 một đầu mũ trích này nữa là hai đầu mũ trích này là hết 100.000 đấy 100.000 là là sợ 3m và hai đầu mũ trích bác nhé Đấy cái dây uh, uh, Tiếp theo là muốn giới thiệu cho bác và em là cái dây uh, uh, Canon đực cái uh, Canon đực cái Đây là dây Canon đực cái đấy thường sử dụng từ vang xuống đẩy các bác nhé từ vang xuống đẩy các bác này toàn bộ là đầu sắc ca nông được cái xịn chân đồng có này chân đồng xịn sò luôn và dây tín hiệu này thì là dây 4 lõi các bác nhé Đây là đường truyền tín hiệu của, của nó cực kỳ tốt thì dây này em sẽ bán là 150.000 một cặp không bao ship nhé các bác nhé mua hai cặp đổ lên thì em sẽ bao ship cho các bác anh nhé 150.000 một cặp không bao ship được con này đấy và cái dây nữa đó là dây uh, bông sen đầu ca nung cái và da đầu bông sen thì cái cái đầu ca nung cái da đầu bông sen như thế này các bạn này đấy đầu bông sen xịn như này các bạn này đấy rắc của nó rắc chân đồng nhá rắc chân đồng này dây này thì em để cho bác và em cũng là 150.000 năm một cặp đấy một cặp dây uh, ca cái da đầu bông sen như này để các bác và anh em uh, chơi từ vang xuống đẩy hay là những cái thiết bị phía dưới nó có đầu rắc cắm bông sen các bác nhé hoặc là bác với em yêu cầu em hàn đầu bông sen ra những cái dòng uh, rắc đực ca đực thì em sẽ hàn theo yêu cầu của bác và anh em hay là từ đầu ca nông đực cái ra đầu 6 ly em sẽ hàn theo yêu cầu của bác và anh em nhé đấy thì đây là dây mà các bác và anh em thông dụng hay dùng cho từ vang xuống đi ly này đấy giá là 150.000 một cặp có nhé không bao ship và cái dây này em cũng phải nói với các bác và anh em là em bán ra rất nhiều đây là dây đánh uh, súp đấy thì khi mà các bác và anh em sử dụng uh, tín hiệu súp từ uh, con vang ra ấy, thì cần một cái dây như này để các bác và anh em chơi dung súp thì một đầu ca nông cái và ra hai đầu bục sen như này để các bác và anh em chơi uh, tiếng súp xít teo có nhé thì uh, dây này dài của nó là 2 mét và một đầu ca canon... nông cái ra hai đầu bông sen giá của nó em để cho bác và em là 120.000 không bao ship cái, cái, dây dài 2 mét như này các bác nhé Nếu mà các bác và anh em đo cái thiết bị âm thanh của các bác và anh em từ dàn âm thanh đến con súp của các bác và anh em để dài bao nhiêu mét thì em sẽ làm theo cho các bác và anh em thì nếu mà làm thêm thì cứ tính cho em 20.000 một mét nữa các bác nhé thì đây là dây 2 mét là 120.000 các bác này và đây là cái sợi dây này khá quan trọng để cho bác và anh em cấp từ những cái tín hiệu của đầu giải mã xuống coi nhé đầu giải mã khi mà các bác và anh em dùng những cái thiết bị đầu giải mã để cấp xuống những thiết bị vang ấy. đấy thì nếu mà các bác và anh em dùng những cái dây kém chất lượng thì nó gây lẹt xẹt và đường truyền tín hiệu sẽ không được tốt thì đây là rắc bung sen hai đầu đấy mà em làm cho bác và anh em như này thì dây này là là để cho bác và anh em là 150.000 nhé 150.000 nghìn uh, cái rắc bung sen hai đầu như này đấy nếu mà các bác và anh em mua những cái rắc bông sen xịn như này các bác và anh em biết rồi toàn là 25 30 30.000 một cái đầu bông sen này có nhắc đấy thì em để cho bác và anh em là 150.000 đấy để các bác và anh em lấy tín hiệu của ra từ đầu giải mã đấy, hay là các bác và anh em dùng rắc bông sen hai đầu vào cái việc của các bác và anh em thì đây dây của nó là dài 2 mét quá nhá dài 2 mét giá là 150 nghìn đấy, 150 nghìn không bao ship quá nhá không bao ship đấy, dây chất lượng cho bác và anh em khẳng định khi dùng những cái dây này thì quá ok các bác ạ Đấy, và dây nữa đó là dây để các bác và anh em chơi hai đường bích riêng biệt tức là rất uh, uh, canon cái ra hai đầu sáu ghi quặp như này đấy dây này thì để cho bác và anh em chơi hai uh, uh, đường bích riêng biệt đấy giá cũng để là 150.000 một cặp có nhắc mua hai cặp đổ lên thì em sẽ bao ship cho bác và anh em. Chẳng hạn nếu các bác và anh em lấy một cặp uh, canon cái ra đầu 6 ly này với một cặp uh, canon đực cái như thế này. Đấy thì uh, là 150.000 em sẽ bao ship cho bác và anh em có bác 150.000 em sẽ bao ship. Đây hoặc là các bác và anh em lấy hai hai mã chẳng hạn uh, một dây để hai hai dây để các bác và em chơi hai đồng mic riêng biệt này, hay là một dây đánh súp hay là một dây tín hiệu thì em sẽ bao ship cho bác và anh em nhé Đấy và những cái dây dây này nữa này. Đấy dây này thì uh, nó là một đầu nông cái và ra hai đầu canon đực để các bác và anh em đánh súp hơi là đánh center này đấy thì nếu mà các bác và anh em yêu cầu em hàn một đầu canon một đầu canon cái và ra hai đầu bông sen để đánh với âm đi ấy, làm đấy uh, cổng center hay là đánh súp ấy, thì dùng dây này các nhá thì nó là một vào và ra hai đấy một vào ra hai toàn bộ chân đồng hết đấy cái giá này thì em để cho bác và anh em là 120.000 Đấy 120.000 một đầu can cái và ra hai đầu can đực như này các bác nhé và cái dây này, dây này là dây một đầu 3.5 đấy một đầu 3.5 và ra hai đầu bông sen như này đấy thì các bác và em dùng những dây tín hiệu này thì cực kỳ tốt đấy thì cái đường 3.5 thì các bác và em lấy vào những cái cổng mà nó xuất âm thanh ra 3, 3 5 và hai đầu còn lại thì sẽ đưa xuống vang hay là xuống âm đi hay là xuống bàn mixer thì cái dây này độ dài của nó là là mét 2 các bác nhá, mét Đấy. Đấy. Mét 2. Hay là 2 mét cũng được thì em để cho bác và anh em là 120 000 nhá, 120 000 một cái cái dây rắc tín hiệu 3.5 ra hai đầu bông sen này. Đấy, 2 mét là giá là 120 000 Đấy. Đấy thì bác nào mà đang quan tâm đến những cái sản phẩm dây rắc hay là dây tín hiệu ra loa làm dây bãi như này thì cực kỳ xịn sò luôn, không có điểm gì để chê cả. Các bác nhát đấy thì à, bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm dây bãi hay là dây tín hiệu em làm theo yêu cầu của các bác và anh em thì các bác và anh em liên hệ với bên Hương Giang. theo số điện thoại trên màn hình của các bác và anh em đây hoặc là các bác và anh em kết nối zalo em sẽ làm theo yêu cầu của các bác và anh em các bác nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.